Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư, 21 tháng 2 năm 2024. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tôi đến từ khu vực Đông Âu. Tổng thống của Belarus yêu cầu cảnh sát phải mang súng khi đi tuần tra trong cuộc họp với các cơ quan an ninh hàng đầu của quốc gia mới đây, Tổng thống của Belarus yêu cầu các cơ quan hành pháp phải mang súng khi đi tuần tra ở các thành phố, trong lúc các vụ tấn công phá hoại liên quan tới Ukraine ngày càng gia tăng. Tổng thống Lukashenko cho rằng tỷ lệ tội phạm tại đất nước Belarus đang giảm đi, thế nhưng quốc gia này có nguy cơ xảy ra những hành vi tội phạm mang tính chất cực đoan và yêu cầu Bộ Nội vụ Ủy ban An ninh của Chính phủ cũng như các cơ quan hành pháp phải giải quyết tình trạng này. Đây được coi là sự thay đổi đáng kể trong chính sách an ninh của Belarus. Cảnh sát của quốc gia này trước đây thường không mang vũ khí sát thương khi đi tuần tra và chỉ được nổ súng khi đối phó với các vụ tấn công khủng bố, phá hoại hay bị đe dọa tới tính mạng mà thôi. Việc yêu cầu tổ chức tuần tra vũ trang trên đường phố được ông Lukashenko đưa ra sau khi các giới chức của quốc gia này tuyên bố họ phát hiện và bắt giữ một số người mà họ cho là những kẻ phá hoại tại khu vực biên giới gần với Ukraine trong chiến dịch chống khủng bố. Theo ông Lukashenko, các nhóm phá hoại kiểu này từng bị phát hiện từ 2 cho tới 3 lần mỗi tuần. Belarus cho rằng lực lượng đặc nhiệm và tình báo của Ukraine gần đây đã gia tăng các vụ tấn công phá hoại trên lãnh thổ của nước Nga. Nhưng Belarus là đồng minh của Nga trong cuộc chiến và từng cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ của họ để mở chiến dịch tấn công vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Năm ngoái, tổng thống của Belarus là ông Lukashenko đồng ý để cho Nga đưa vũ khí nguyên tử chiến thuật đến Belarus. Liên minh châu Âu loại Bahamas và Seychelles khỏi danh sách đen thiên đường thuế. Liên minh châu Âu mới đây đã loại Bahamas, vùng biển Caribbean và Seychelles ở Đông Phi và hai khu vực pháp lý khác là quần đảo Turks và Caicos, các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh khỏi danh sách đen các thiên đường thuế. Trong danh sách trên hiện có 12 khu vực pháp lý bị coi là không hợp tác về thuế, nhất là liên quan đến việc chia sẻ thông tin thuế hoặc đánh thuế quá thấp, gồm vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, quốc đảo Samoa ở châu Đại Dương, Angola, Antigua và Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Nga, Trinidad và Tobago, quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Vanuatu. Danh sách trên được lập vào năm 2017 sau một loạt vụ bê bối, trong đó có vụ hồ sơ Panama khiến Liên minh châu Âu đứng trước nhiều sức ép phải trấn áp nạn trốn thuế của các đại gia giàu có. Những quốc gia và vùng lãnh thổ có tên trong danh sách trên bị áp đặt một số biện pháp trừng phạt hạn chế, như bị cấm nhận viện trợ và đầu tư phát triển từ Liên minh châu Âu. Chính phủ Nga đưa tên một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào danh sách khủng bố, Thư nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là ông Lindsey Graham vừa bị đưa tên vào danh sách là những kẻ cực đoan và khủng bố của Moscow, sau khi ông Lindsey Graham kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy xác định Nga là một quốc gia tài trợ cho khủng bố. Trường hợp của ông Lindsey Graham có mã số là 3967. Theo cơ quan giám sát tài chánh Liên bang Nga có tên là Rosfin Monitoring thì là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý danh sách này. Các cơ sở dữ liệu không nêu lý do các công ty hoặc cá nhân được đưa vào danh sách nói trên. Hành động này cho phép nhà chức trách Nga đóng băng các chương mục ngân hàng của Nga của ông Lindsey Graham, mặc dù đây phần lớn chỉ mang tính biểu tượng. Danh sách của Rosfin Monitoring bao gồm hơn 12.000 cá nhân và hơn 400 công ty cùng với các tổ chức khủng bố bên trong và ngoài nước, bên cạnh đó là các nhóm đối lập chính trị của Nga Meta là công ty chủ quản của Facebook cũng được thêm vào danh sách hồi tháng 10 năm 2022 vì được cho là dung túng chủ nghĩa chống lại nước Nga. Giám đốc điều hành của Meta là ông Mark Zuckerberg cùng với các nhân viên khác đã bị cấm đặt chân đến nước Nga hoặc bị thêm vào danh sách truy nã. Ông Lindsey Graham là thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina, từ lâu vẫn ủng hộ vũ trang cho Ukraine cũng đã bị nước Nga phát lệnh bắt giữ vì đã đưa ra tuyên bố chống lại nước Nga trong lúc đến thăm Ukraine. Trả lời với hãng thông tấn Reuters, ông Lindsey Graham nói rằng ông sẽ coi lệnh bắt giữ này như một huy hiệu danh dự. Anh trừng phạt 6 giới chức nhà tù nơi ông Navani tử vong. Ông David Cameron, Ngoại trưởng Anh cho biết, London đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với 6 người đứng đầu nhà tù ở Siberia sau khi ông Navalny đột tử tại đây. Danh sách trừng phạt gồm Vadim Konstantinovich Karalin, người giám sát cơ sở cải huấn số 3 IK3, có biệt danh là nhà tù sói bắc cực, cùng năm cấp phó của ông này. Những người này sẽ bị phong tỏa mọi tài sản ở Anh và bị cấm tới nước này. Anh là quốc gia đầu tiên ban hành lệnh trừng phạt liên quan đến cái chết của ông Alexei Navalny, nhà hoạt động đối lập nổi bật hàng đầu trên chính trường Nga, tại cơ sở cải huấn số 3 thuộc khu tự trị Yamalo-Nenets ngày 16 tháng 2. Cơ quan quản lý nhà tù thông báo ông Navani, 47 tuổi, bất tỉnh sau cuộc đi dạo và qua đời tại trại giam. Ông Navani từng là luật sư, giữ chức lãnh đạo Đảng Liên minh Nhân dân Nga đối lập giai đoạn 2019-2021 và nhiều lần dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Ông này bị bắt vào tháng 1 năm 2021 tại Moscow sau khi được điều trị tại một bệnh viện ở Berlin, Đức vì trúng độc. Tháng 8 năm 2021, ông Navani bị kết án 19 năm tù vì tham gia chủ nghĩa cực đoan và các tội danh khác. Ông Cameron nói rằng Nga coi ông Navani là mối đe dọa. Anh và nhiều nước châu Âu triệu đại sứ Nga để yêu cầu điều tra cái chết bất ngờ của ông Navani. London cũng kêu gọi Nga lập tức bàn giao thi thể của ông Navani cho gia đình. Một viên tướng của Nga tới thăm chiến trường và trao giải thưởng cho quân đội Nga Bộ Quốc phòng Nga là vừa thông báo tổng tham mưu trưởng là ông Valery Gerasimov đến thăm sở chỉ huy cánh quân trung tâm trong khu vực thực hiện của một chiến dịch và trao huy chương dũng cảm cho các binh sĩ Nga có thành tích chiến đấu trong tiến trình giành lại thành phố Avdivka. Hình ảnh do quân đội Nga công bố cho thấy, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov và trưởng cơ quan tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga là ông Sergei Ruskoy đã di chuyển bằng trực thăng đến chiến trường này sau buổi lễ trao thưởng cho nhóm quân nhân người Nga, thì tướng nói trên đã nghe tư lệnh cánh quân trung tâm là ông Andrei Modichev thông báo về hoạt động tiếp theo trên hướng Adevka. Bộ Quốc phòng của Nga vào ngày 17 tháng 2 tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Adevka, là thành trì chiến lược ở vùng Donetsk của Ukraine mà họ đã dùng lực lượng tấn công từ tháng 10 năm ngoái. Đây được xem là thắng lợi của quân Nga kể từ khi giành được sự kiểm soát thành phố Bakhmut hồi tháng 5 năm ngoái. Chiến thắng này được cho là sẽ giúp cho các quân sĩ Nga lên tinh thần ngay trước thềm kỷ niệm ngày mà Nga đem quân xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2. Đây cũng có thể là diễn biến mang tính bước ngoặt, góp phần thay đổi cục diện chiến trường trong lúc quân đội Ukraine ngày càng bị suy kiệt về lực lượng cũng như vũ khí và họ phải chuyển sang thế phòng ngự trên khắp các chiến tuyến. Dư luận quốc tế về việc Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết về Gaza Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Stefan Dujaric vừa qua khẳng định, cơ quan này quyết tâm tiếp tục kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại giải Gaza sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết do Algeria đưa ra. Dự thảo nghị quyết do Algeria đưa ra kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải Gaza chỉ nhận được 13 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mỹ bỏ phiếu chống và Anh bỏ phiếu trắng nên dự thảo đã không được thông qua. Đại sứ trưởng phái đoàn Mỹ tại Liên hiệp quốc, Linda Thomas Greenfield, đánh giá dự thảo trên không dẫn tới nền hòa bình bền vững mà kéo dài thời gian giam giữ đối với con tin và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, đại sứ trưởng phái đoàn Nga tại Liên hiệp quốc, Vasily Nebenzia cho rằng điều này chứng tỏ Washington không thực sự muốn xây dựng hòa bình ở Trung Đông và bằng mọi giá bảo vệ đồng minh thân cận nhất của họ tại khu vực này. Ông Nebenzia nhấn mạnh dự thảo mà Mỹ đề nghị không thể thay thế các giải pháp được đưa ra trong dự thảo của Algeria vì thiếu điểm mấu chốt nhất là ngừng bắn lâu dài. Đại sứ trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân cũng đã bày tỏ sự thất vọng về động thái của Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập chỉ trích Mỹ đã ba lần phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza. Ai cập coi việc cản trở nghị quyết yêu cầu ngừng bắn là một tiền lệ đáng xấu hổ trong lịch sử giải quyết xung đột vũ trang và chiến tranh của Hội đồng Bảo an. Tương tự, Jordan cũng đã bày tỏ sự thất vọng trước việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần thứ ba không thể thông qua nghị quyết nhằm ngăn chặn xung đột leo thang tại giải Gaza. Trở lại với Châu Âu, các nông gia của Ba Lan ngăn chặn những chuyến xe lửa và đổ ngũ gốc của Ukraine xuống đường ray. Các nông dân tại Ba Lan vừa tổ chức hàng trăm cuộc biểu tình trên khắp quốc gia này để phản đối chính sách nông nghiệp của Khối hiệp châu Âu và việc nông sản của Ukraine được vận chuyển miễn phí ngang qua khối châu Âu. Họ đã phong tỏa gần như hoàn toàn các khu vực biên giới, trong đó có ngôi làng Medyka ở phía đông nam của Ba Lan. Hình ảnh cho thấy, những người biểu tình của Ba Lan mang theo quốc kỳ. Họ đứng gần các đoàn xe lửa chở ngũ cốc của Ukraine và hát quốc một số nông dân đã mở cửa của những toa tàu và đổ ngũ cốc của Ukraine xuống đường ray. Đại sứ của Ukraine ở Ba Lan là Vasyl Zavarich đã lên án hành động này, đồng thời cho rằng cảnh sát của Ba Lan cần phải quyết đoán trừng phạt những người vi phạm. Bộ trưởng Bộ Hạ tầng cơ sở của Ukraine là Kubakov ước tính có tới 4 tấn ngũ cốc đã bị đổ xuống đường ray. Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Ukraine là Julia Sarenko nói rằng Ukraine đã thông báo với Ủy ban châu Âu về hành động của những người biểu tình Ba Lan và kỳ vọng sẽ có biện pháp mạnh tay hơn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của Ukraine cho hay số ngũ cốc nói trên đang được vận chuyển tới nước Đức, không vào thị trường của Ba Lan. Ba Lan là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ cho Ukraine khi xảy ra cuộc xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, về vấn đề ngũ cốc giá rẻ, của Ukraine đã ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng với một số quốc gia châu Âu. Do đó, tổng thống của Ba Lan cũng như tổng thống của Ukraine đã có những tuyên bố chỉ trích đối phương đánh bom khủng bố ở Somalia, tấn công vũ trang tại Nigeria. Một vụ nổ bom ở thủ đô Mogadishu của Somalia do các chiến binh của nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab tiến hành mới đây đã khiến 5 dân thường thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Hãng thông tấn quốc gia Somalia Sona dẫn lời cảnh sát địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra tại ngã tư quận Heliwa của Mogadishu. Các nạn nhân đang đi trên một chiếc xe bus nhỏ và xe máy vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Lực lượng an ninh Somalia đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab có liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, chống lại chính quyền trung ương và phá hoại các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Somalia. Trong khi đó, cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của các tay súng tại một ngôi làng ở tiểu bang Kassina, phía bắc Nigeria. Theo phát ngôn viên Abu Bakar Aliyu của cảnh sát tiểu bang Kassina, các tay súng đã xông vào làng Nasarawa ở khu vực chính quyền địa phương Faskari của tiểu bang Casina với vũ khí hạng nặng, bao gồm cả súng trường AK-47. Chúng cũng đốt cháy ba ngôi nhà và khoảng 10 phương tiện giao thông cơ giới. Theo cảnh sát tiểu bang, một đội cảnh sát đã được điều động đến để ra soát các bụi rậm xung quanh nhằm bắt giữ những thủ phạm đang bị truy tố gắt gao và phong tỏa ngôi làng. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ quyết tâm truy tố nhà sáng lập trang mạng Wikileaks vì đã công khai tài liệu mật. Vào ngày 21 tháng 2, các luật sư đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ cho biết như sau: Ông Julian Assange, năm nay 52 tuổi, là nhà sáng lập trang mạng Wikileaks sẽ bị truy tố vì ông này đã công khai danh tính của các nguồn cung cấp thông tin không phải vì quan điểm chính trị của người này. Các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng việc làm của ông Julian Assange đã đe dọa tới mạng sống của các nhân viên điệp vụ Hoa Kỳ và là hành vi không thể bào chữa được. Phát biểu trước tòa án tại London, Anh Quốc trong phiên xét xử đơn kháng nghị dẫn độ về Hoa Kỳ của ông Assange, luật sư đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ là Claire Dobbin cho hay việc truy tố ông Assange tại Hoa Kỳ là dựa trên quy định của pháp luật và các bằng chứng liên quan. Luật sư này cho rằng ông Julian Assange đã cố ý công khai một cách bừa bãi danh tính của các cá nhân đóng vai trò là nguồn cung cấp thông tin cho chính phủ Hoa Kỳ. Ông Julian Assange bắt đầu các cuộc chiến pháp lý kể từ năm 2010 và ông đã có 7 năm tị nạn trong Tòa đại sứ Ecuador ở London trước khi bị cảnh sát Anh quốc đưa ra ngoài và rồi giam giữ vào năm 2019 vì ông Assange đã vi phạm các điều kiện bảo lãnh Đến năm 2022, chính phủ Anh quốc cho phép dẫn độ nhân vật này về Hoa Kỳ. Tòa án của London đã mở phiên xét xử đơn kháng nghị lệnh dẫn độ về Hoa Kỳ của ông Assange ngày 20 tháng 2. Trong cả hai ngày làm việc, ông Julian Assange đều không xuất hiện tại tòa vì lý do sức khỏe. Nếu ủng hộ đơn đề nghị của ông Assange, thì tòa án London sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đầy đủ để xem xét sự việc. Trong trường hợp ngược lại thì ông Julian Assange sẽ phải tiếp tục kháng nghị lên tòa án tối cao của khối hiệp châu Âu. Các luật sư đại diện lo ngại rằng nếu bị dẫn độ về Hoa Kỳ thì ông Julian Assange có thể bị kết án lên tới 175 năm tù giam hoặc là tối thiểu từ 30 cho tới 40 năm. Các công tố viên của Hoa Kỳ từng cho biết rằng án tù dành cho ông Julian Assange sẽ không quá 63 tháng. New York sẽ siết nợ tịch thu các tòa nhà nếu ông trump không nộp phạt Reuters đưa tin cựu Tổng thống Trump đang đối mặt với nguy cơ bị siết nợ ở tiểu bang New York. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James cho biết đang chuẩn bị tiến hành siết nợ các tài sản của ông Trump trong trường hợp ông không thể nộp phạt 355 triệu Mỹ Kim. Trước đó, 16 tháng 2, thẩm phán Arthur Ergon của tòa án New York phán quyết buộc ông Trump nộp 355 triệu Mỹ Kim vì các cáo buộc nhiều năm qua đã thổi phồng giá trị tài sản rồng để đạt được các khoản vay ưu đãi hơn thẩm phán cũng cấm ông điều hành các công ty kinh doanh ở tiểu bang New York trong vòng 3 năm. Ông Trump khẳng định mình vô tội và sẽ kháng án. Cựu Tổng thống Mỹ cáo buộc bà James, giới chức của đảng Dân Chủ, đối xử bất công với mình. Rồi đời dẫn lời các nhà phân tích cho biết đơn kháng cáo của ông Trump nhiều khả năng tập trung vào lập luận cho rằng không có ai bị tổn thất thực sự trong trường hợp gia đình ông thực sự có thổi phòng giá trị tài sản. Tuy nhiên Bộ trưởng Tư pháp James khẳng định ông Trump đã phạm tội gian lận mức độ cao và khó có thể lật lại bản án, đồng thời đe dọa sẽ tịch thu các tòa nhà chọc trời của ông Trump. Tính đến sáng 21 tháng 2, một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe giúp cựu Tổng thống Trump nộp phạt đã thu về hơn 804.000 Mỹ Kim sau 4 ngày được tổ chức. Trang Florida Politics hôm 18 tháng 2 đưa tin bà Elena Cardone, vợ nhà đầu tư người Mỹ Grant Cardone ở tiểu bang Florida, đã xúc tiến việc gây quỹ vì bà tin rằng ông Trump vô tội. Một cựu nhân viên tình báo của cơ quan FBI đã lấy thông tin về Hunter Biden từ phía Nga Cựu điệp viên của FBI đã bị truy tố về tội bịa chuyện cho con tổng thống Joe Biden nhận hối lộ từ Ukraine đã khai với điều tra viên rằng ông ta đã nhận được thông tin về ông Hunter Biden từ các giới chức tình báo người Nga. Công tố viên cho hay như vậy trong hồ sơ mới nộp cho tòa án hôm thứ ba, 20 tháng 2 và lưu ý rằng thông tin đó là giả mạo. Theo đài CNN thì ông Alexander Smirnov, 43 tuổi đã cố gắng bị đạt thêm chuyện có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ kể từ khi ông ta gặp gián điệp người Nga vào cuối năm ngoái, đồng thời hậu quả của những lần trước ông ta nói dối là cho con cha con của Tổng thống Joe Biden đã nhận hối lộ, vẫn cho tới ngày hôm nay. Ông Spinoff khai rằng ông đã liên lạc rất nhiều lần và mới đây cũng đã liên lạc với các giới chức tình báo ngoại quốc. Ông ta từng nói với cơ quan FBI rằng từ lâu, ông ta đã liên lạc rất nhiều với gián điệp người Nga, trong đó những người mà ông ta cho rằng các giới chức tình báo cao cấp hoặc là sát thủ của Nga ở hải ngoại. Vào hôm thứ Ba vừa qua, công tố viên trong nhóm của ông David Weiss là công tố viên đặc biệt cho hay, ông Smirnov vẫn giữ những mối liên lạc đó Họ lưu ý rằng trong cuộc thẩm vấn vào tuần trước sau khi bị bắt giữ, thì ông Smirnov đã thú nhận rằng các giới chức tình báo của Nga đã đưa cho ông ta câu chuyện về một thương gia Bộ one, ý nói tới ông Hunter Biden là con trai của Tổng thống dân đương nhiệm Hoa Kỳ là ông Joe Biden. Công tố viên nói trên tiết lộ rằng các mối liên lạc của ông Smirnov với ngoại quốc nhằm yêu cầu tòa án liên bang phải ra lệnh giam giữ ông để chờ xét xử, Thế nhưng sau đó, tòa án cho phép thả ông Spinoff với vài điều kiện, thí dụ như đeo các thiết bị theo dõi và nộp lại hai sổ thông hành của ông ta. Công tố viên cáo buộc rằng ông Spinoff đã khai có mối liên hệ với nhiều cơ quan tình báo nước ngoài, bao gồm nước Nga, cho nên ông có thể sử dụng những mối liên hệ đó để chạy trốn khỏi nước Mỹ. Ông Spinoff nói dối với cơ quan FBI rằng các giới chức của Burisma là công ty năng lượng của Ukraine mà ông Hunter từng làm việc. Cho ông biết như sau, họ đã thuê ông Hunter Biden vì ông Hunter Biden sẽ bảo vệ cho họ tránh tất cả mọi thứ rắc rối thông qua cha của ông ấy, tức là Tổng thống Joe Biden. Ông Spinoff còn nói dối với cơ quan FBI rằng các giới chức của Bersima cho ông hay là họ trả cho cha con Tổng thống Joe Biden tới 5 triệu Mỹ Kim và cuộc điều, các điều tra viên sẽ phải mất tới 10 năm mới tìm ra những khoản tiền bất hợp pháp mà họ đã trả cho ông Joe Biden. Abraham Lincoln từng ân xá cho ông sơ của Biden. Ông Abraham Lincoln, Tổng thống Mỹ thứ 16, từng ân xá cho ông sơ cha của ông bà cố của đương kim tổng thống Joe Biden sau vụ đánh nhau với người khác thời nội chiến, theo hồ sơ được báo Washington Post đưa tin. Hồ sơ tòa án bên trong văn khố quốc gia được tờ báo này đăng kể lại chi tiết vụ xét xử ông Moses J. Robinette sau khi đánh nhau với ông John J. Alexander, đồng nghiệp của ông trong Union Army, ngày 21 tháng 3 năm 1864. Ông Robinet bị truy tố tội mua sát sau vụ đánh nhau trong doanh trại mùa đông của đơn vị Army of the Potomac ở Virginia. Sự việc xảy ra khi ông Alexander vô tình nghe ông Robinet nói gì đó về ông với đầu bếp và xông tới ông sơ của Tổng thống Biden. Hai bên đánh nhau và ông Robinet rút con dao nhỏ trong túi ra, làm ông Alexander bị vài vết đứt trước khi người khác can thiệp. Ông Robinet năm đó 42 tuổi, được quân đội thuê làm bác sĩ thú y. Ông quả quyết rằng ông Alexander có thể làm tôi bị thương nặng nếu tôi không dùng cách đó. Nhưng tòa án binh kết tội ông và tuyên án 2 năm lao động khổ sai. Bà giới chức quân sự làm đơn yêu cầu ông Lincoln hủy phán quyết của tòa, cho rằng bản án đó nặng quá đáng và rằng lúc đó ông Robinette đang tự vệ trước một người mạnh và to con hơn ông nhiều. Ông Lincoln chấp thuận và ký lệnh ân xá ngày 1 tháng 9 năm đó. Câu chuyện này chờ 160 năm mới được kể. Theo bài báo trên Washington Post do sử gia David J. Grumman viết, ông Moses Robinette qua đời năm 1903. Tỷ phú Elon Musk được đề cử giải Nobel Hòa Bình theo hãng tin Russia Today của Nga, thì nghị sĩ của đảng tiến bộ ở Na Uy là ông Marius Nielsen mới đây cho rằng tỷ phú Elon Musk của Hoa Kỳ cũng là ông chủ của tập đoàn SpaceX và Tesla xứng đáng được nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình vì nhiều lý do. Thứ nhất, ông Elon Musk đã kiên quyết bảo vệ quyền tự do đối thoại, tự do ngôn luận và khả năng bày tỏ quan điểm của một người trong một thế giới mà ông mô tả là phân cực hơn. Điều này thể hiện qua việc ông mua lại trang mạng xã hội Twitter vào tháng 10 năm 2022 vì trang mạng này có thiên hướng kiểm duyệt người sử dụng. Sau thương vụ đó, ông Elon Musk đã sa thải phần lớn các nhân viên và gỡ lệnh cấm cho nhiều chương mục, trong đó có chương mục của cựu tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump. Thứ nhì, ông Elon Musk đã cung cấp các hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink để trợ giúp cho Ukraine trong giai đoạn xung đột với Nga. Nghị sĩ Nielsen cho rằng, những công ty mà tỷ phú Elon Musk thành lập, sở hữu hoặc điều hành đều nhắm mục đích cải thiện xã hội, nâng cao kiến thức và về trái đất cũng như không gian, bên cạnh cho phép liên lạc và kết nối toàn cầu, giúp cho thế giới trở thành một nơi kết nối hơn và an toàn hơn. Giải thưởng Nobel Hòa Bình thường được công bố vào tháng 10. Trong số những người được đề cử có Đức Giáo hoàng Francis kế đến là Tổng thư ký Liên hiệp quốc là ông Antonio Guterres, cựu Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump, Tổng thư ký khối NATO là ông Jens Stoltenberg và nhiều tổ chức phi chính phủ khác. Trì hoãn các giảm lãi suất đang cản trở người mua nhà ở Mỹ. Thị trường nhà ở ở Mỹ có vẻ sẽ bắt đầu mùa bận rộn giống như vào thời điểm cuối năm ngoái với giá nhà cao và lãi suất thế chấp tăng. Theo Dow Jones Market Data, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 6.163 và đây là mức tăng lớn nhất trong hai ngày kể từ tháng 6 năm 2022. Lợi suất tăng sau số việc làm nhiều hơn, mong đợi và dữ liệu giá ISM cho thấy việc cắt giảm lãi suất được chờ đợi từ lâu của Fed có thể còn xa hơn dự trù. Mức tăng như vậy đã đẩy lãi suất thế chấp lên trên 7% lần đầu tiên kể từ giữa tháng 12. Hiện nay những người mua tiềm năng đã quen với sự biến động của lãi suất thế chấp. Lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm đã giảm xuống mức thấp nhất là 2,65% vào đầu năm 2021 theo Freddie Mac là mức thấp nhất lịch sử. Tuy nhiên, sự gia tăng lãi suất gần đây kết hợp với giá vẫn cao có thể gây áp lực lên những người mua tiềm năng. Bốn thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã công bố một bức thư ngỏ về chi phí nhà ở gửi tới chủ tịch của Fed là Jerome Powell vào cuối tháng trước. Powell cho biết FOMC có thể sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng 3 như đã được các nhà giao dịch tương lai mong đợi trước đó. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Thủ tướng của Cambodia vừa ban hành lệnh yêu cầu các giới chức và các lực lượng vũ trang của Cambodia phải trải qua các cuộc kiểm tra ma túy bắt buộc Thủ tướng của Cambodia là ông Hun Manet đưa ra lệnh nói trên trong lễ bế mạc cuộc họp tổng kết năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Cơ quan phòng chống ma túy quốc gia. Theo nhật báo Khmer Time, thì ông Hun Manet tuyên bố nếu phát hiện họ lạm dụng ma túy, thì họ sẽ bị sa thải ngay lập tức. Lệnh mới của Thủ tướng Cambodia nhấn mạnh, các cơ quan và các chính quyền địa phương phải gia tăng việc kiểm tra thường xuyên bằng cách kiểm tra cảnh sát quốc gia và quân đội, cũng như các di chức hợp đồng dưới sự giám sát để phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng ma túy hoặc là tham gia buôn bán ma túy nào. Lệnh nói trên cũng được gửi tới các cơ quan liên quan, các chính quyền của thủ đô, các tỉnh và các di chức địa phương để kiểm tra cũng như xử phạt theo luật hình sự. Thủ tướng của Cambodia cũng đã kêu gọi các bộ nội vụ, quốc phòng và dịch vụ dân cư của Cambodia phải chia sẻ với nhau bất kỳ dữ liệu nào về các giới chức bị bắt giữ về tội phạm ma túy và cách chức họ ngay lập tức. Chính phủ Campuchia nhận thấy rằng mối nguy hiểm do tội phạm liên quan tới ma túy là rất cao, đồng thời tiếp tục rang rộng một cách đáng báo động trong khu vực này cũng như trên toàn thế giới. Khoảng 300 người nghi bị ngộ độc thực phẩm tại miền Tây Ấn Độ, Ngày 21 tháng 2, giới chức Ấn Độ cho biết khoảng 300 người trong đó có phụ nữ và trẻ em có triệu chứng bất thường sau khi ăn đồ ăn tại một sự kiện tôn giáo tại tiểu bang Maharashtra, miền tây nước này. Sự việc xảy ra vào dịp một sự kiện của người theo đạo Hindu kéo dài một tuần tại làng Somthana, huyện Budhana, cách thủ phủ Mumbai của tiểu bang Maharashtra 486 cây số về phía đông bắc. Theo nhà chức trách, hàng chục người thông báo gặp phải các triệu chứng nôn, tiêu chảy khó chịu, sau đó họ đã được đưa đến một cơ sở y tế để thăm khám. Tuy nhiên, do bệnh viện chật hẹp và thiếu giường, nhiều bệnh nhân được điều trị ở không gian bên ngoài tòa nhà của bệnh viện một giới chức địa phương cho biết đa số bệnh nhân đã xuất viện và những người còn lại đang được theo dõi tại nhiều bệnh viện khác nhau. Nguyên nhân khiến nhiều người gặp tình trạng trên được cho là ngộ độc thực phẩm. Cơ quan hữu trách đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, nhà chức trách đã thu thập các mẫu thực phẩm để tiến hành kiểm tra và phân tích. Iran chỉ đích danh do Thái đứng sau vụ tấn công hai đường ống dẫn khí đốt Bộ trưởng Bộ Dầu Mỏ của Iran là ông Javad Aqui hôm nay 21 tháng 2 cáo buộc rằng Do Thái đã đứng sau vụ tấn công vào hai đường ống dẫn khí đốt của Iran. Theo hãng tin Tasnim, mạng lưới đường ống dẫn khí đốt chính nối liền Nam Bắc của Iran đã phải hứng chịu hai vụ nổ vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, khiến cho nguồn cung cấp khí đốt đến một số tỉnh của Iran có hàng triệu người dân bị gián đoạn. Lúc đầu, Bộ trưởng Awi mô tả đó là hành động phá hoại mang tính khủng bố mà không nêu tên bất kỳ nghi phạm nào. Theo hãng tin Reuters, đến hôm nay thì ông khẳng định kẻ thù có ý định làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt cho các gia đình ở Iran. Thế nhưng trong vòng 2 giờ đồng hồ, các đồng nghiệp của chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn âm mưu này của Do Thái và âm mưu đó chỉ làm hư hại một số đường ống mà thôi. Trước đó, Nhật báo The New York Times chích dẫn lời hai viên chức phương Tây và một chiến lược gia quân sự có liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định. Do Thái đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào hai đường ống dẫn khí đốt này. Khi đó, thì hai viên chức phương Tây nói trên và một chiến lược gia quân sự của Iran nhận định các vụ tấn công của Do Thái nhắm vào đường ống dẫn khí đốt đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng về cơ sở hạ tầng của Iran cũng như sự phối hợp cẩn thận đặc biệt là khi hai đường ống dẫn dầu này bị tấn công ở nhiều địa điểm trong cùng một lúc. Trung Quốc xây lưới điện vĩ đại ở sa mạc bằng nửa công suất điện nước Mỹ. Trung Quốc đang tiến thêm một bước trong việc xây dựng mạng lưới điện hàng đầu thế giới, tập trung chủ yếu ở các sa mạc rộng lớn ở vùng Tây Bắc. Theo báo South China Morning Post, mục tiêu của dự án này là đưa năng lượng rẻ và sạch vào trung tâm sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ cao. Với công suất lắp đặt dự kiến lên đến 600 GW, mạng lưới điện này vượt trội hơn so với tổng công suất điện của Mỹ vào cuối năm 2022. Điều chú ý là hơn một nửa số cơ sở năng lượng điện ở khu vực này được xây dựng để tận dụng nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời. Tuy sa mạc có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng đây cũng là nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có. Nỗ lực này không chỉ giúp cải thiện môi trường mà còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua công nghệ và cạnh tranh toàn cầu. Để giải quyết các thách thức kỹ thuật và biến động của năng lượng tái tạo, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo để dự đoán và quản lý hiệu quả hơn việc sản xuất và truyền tải điện năng. Tin đến từ Pakistan. Hai chính đảng lớn ở Pakistan đó là Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawaz và Đảng Nhân dân Pakistan vừa thông báo rằng họ đã đồng ý thành lập một tân chính phủ liên minh tại quốc gia vùng Trung Nam Á này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Islamabad, Chủ tịch Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawaz là cựu Thủ tướng Sabah Sharif cho hay hai đảng này đã đồng ý về một công thức chia sẻ quyền lực sau khi hội đủ số ghế cần thiết tại quốc hội để thành lập một tân chính phủ hai bên đã đồng ý rằng ông sharif sẽ là ứng cử viên chung của hai đảng này cho cương vị tân thủ tướng trong khi đồng chủ tịch đảng nhân dân pakistan là ông Asif ali sandari sẽ là ứng cử viên chung cho vị trí tổng thống theo ông Sharif thì các ứng cử viên độc lập, vốn giành được nhiều ghế nhất tại quốc hội, đã được mời tham gia thành lập tân chính phủ nhưng lại không hội đủ số ghế cần thiết. Trong khi đó, nhiều chính đảng khác đã ủng hộ cho Liên minh Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawaz và Đảng Nhân dân Pakistan trong tiến trình thành lập một tân chính phủ. Ông Sharif cũng cho rằng chính phủ liên minh mới của Pakistan sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải phối hợp để cùng nhau đưa quốc gia vượt qua các cuộc khủng hoảng tiếp diễn hiện nay. Singapore tiết lộ cách mời Taylor Swift mở cuộc biểu diễn độc quyền ở Đông Nam Á. Bộ Văn hóa và Du lịch Singapore mới đây cho biết đã làm việc với AEG Present, đơn vị tổ chức Eras Tour của Taylor, để thuyết phục ca sĩ này biểu diễn tại Singapore Bộ Văn hóa và Du lịch Singapore cho biết đã chi một khoản tài trợ cho Taylor Swift song không tiết lộ số tiền cụ thể. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tuần trước phát biểu tại diễn đàn kinh doanh rằng Singapore đã trả cho Taylor hơn 2,7 triệu Mỹ kim cho mỗi đêm biểu diễn tại quốc gia này, đi kèm điều kiện Singapore phải là điểm dừng chân duy nhất của nữ ca sĩ tại Đông Nam Á. Chính phủ Singapore không bình luận về thông tin thủ tướng Thái đưa ra. Tour diễn của Taylor Swift ở Singapore sẽ kéo dài 6 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 9 tháng 3. Toàn bộ 300.000 vé của 6 đêm diễn đã bán hết, giá vé VIP là hơn 900 Mỹ Kim. Singapore gần đây được nhiều nghệ sĩ lớn chọn làm nơi biểu diễn như Blackpink, Coldplay và Ed Sheeran. Eras Tour của nữ ca sĩ Taylor Swift bắt đầu từ tháng 3 năm 2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay, với tổng cộng 151 buổi biểu diễn. Mỗi buổi biểu diễn có khoảng 72.000 khán giả, ước tính thu về 17 triệu Mỹ Kim. Vẫn vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Trên các diễn đàn và các trang mạng xã hội, nhiều người đang cùng nhau chia sẻ về việc đặt vé máy bay từ Thượng Hải đi Nhật Bản với giá là 0 đồng Tuy nhiên, vẫn không có ít người tại Trung Quốc lại phản ứng khá thận trọng với tin này. Thực tế phía sau, con số không đồng không hẳn là một ưu đãi hoàn toàn. Giá vé thực sự sau khi tính thuế và chi phí vẫn từ 55 Mỹ Kim trở lên. Phản ứng từ cộng đồng chỉ ra rằng giá vé này là do các đại lý hoặc là các tra công ty trung gian cung cấp dựa trên giá vé thấp nhất của hãng hàng không này, chứ không phải là do hãng hàng không đó trực tiếp quy định điều này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành hàng không khi mà các đại lý bán vé máy bay cố gắng thu hút hành khách thông qua các chiến lược giảm giá và mở rộng các dịch vụ bổ sung nhìn chung thì thời gian sau tết là thời điểm họ gia tăng các chuyến đi du lịch tại trung quốc và việc tung ra giá vé máy bay rẻ như vậy là một phương cách để thu hút du khách cũng không phải là điều hiếm các hãng hàng không như là Spring Airlines đã cố gắng gia tăng gia tăng số hành khách bằng cách giảm giá vé, trong khi vẫn có thể thu hút thêm chi phí từ các dịch vụ khác. Tuy nhiên, với các loại vé giá rẻ thì hành khách phải cần lưu ý là giá vé rẻ sẽ có những hạn chế nhất định, thí dụ như không được phép ký gửi hành lý, không thể hoàn tiền hoặc là không được thay đổi vé điều này cũng khiến cho một số người sử dụng trên mạng internet cho rằng các ưu đãi nói trên chỉ mang tính quảng cáo và thực tế không hấp dẫn như vẻ bên ngoài. Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ lần sống của đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Vụ Việt Á, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt kháng cáo. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc kháng cáo của 12 bị cáo trong tổng số 38 bị cáo trong vụ án Việt Á. Tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc công ty Việt Á có đơn kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với ông. Bên cạnh đó, tòa cũng nhận được nhiều đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhiều bị cáo. Cả công ty Việt Á cũng có đơn kháng cáo đề nghị không tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền từ việc bán kết xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án. Việt Á còn kháng cáo đề nghị hủy bỏ các biện pháp phong tỏa, hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Một số cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy bỏ kê biên, phong tỏa nhiều sổ thẻ tiết kiệm. Trước đó, chiều 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên mức án cho 38 bị cáo trong vụ Việt Á. Có đến 37 trên 38 bị cáo được tuyên mức án dưới khung truy tố. Việt Nam được dự báo sẽ tăng mức độ thịnh vượng tới 125% trong thập niên tới. Ông Andrew Amor, là một nhà phân tích của New World Wealth, đã nói với đài CNBC rằng Việt Nam được dự báo sẽ tăng mức độ thịnh vượng lên tới 125% trong 10 năm tới đây. Theo phân tích của công ty này thì đây sẽ là mức tăng lớn nhất về sự thịnh vượng so với bất kỳ quốc gia nào khác xét về tổng sản phẩm quốc nội GDP trung bình trên đầu người và số lượng các triệu phú. Một bản tin trên trang bnnbreaking.com có trụ sở tại Hồng Kông cũng đưa ra tin này. Vẫn theo đài CNBC thì ông Amos nhận xét rằng Việt Nam được coi là một quốc gia tương đối an toàn so với các quốc gia trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương tạo thêm động lực cho các công ty mở các cơ sở sản xuất ngay tại Việt Nam. Công ty cố vấn quản trị kinh doanh có tên là McKinsey tại Hoa Kỳ đánh giá trong một bản báo cáo rằng Việt Nam với vị trí chiến lược có chung được biên giới trên bộ với Trung Quốc và gần các tuyến hàng hải thương mại quan trọng. Bên cạnh đó là có chi phí nhân công thấp cũng như hạ tầng cơ sở trợ giúp cho lĩnh vực xuất cảng đã biến Việt Nam trở thành một điểm đến hàng đầu cho lĩnh vực đầu tư quốc tế Cách đây 10 năm, tổng sản phẩm quốc nội trung bình trên đầu người của Việt Nam mới chỉ là khoảng 2.190 Mỹ Kim. Thế nhưng con số này đã tăng gần gấp đôi, lên tới 4.100 Mỹ Kim, theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới cho hay. Còn ông Andy Ho là giám đốc đầu tư của tập đoàn Vina Capital đưa ra lời nhận xét như sau, Việt Nam cũng đang được hưởng lợi từ tình trạng căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đang diễn ra, với nhiều công ty đa quốc gia đa dạng hóa sản xuất bằng cách chuyển sang Việt Nam trong khuôn khổ chiến lược Trung Cộng cộng 1 và Việt Nam đã chứng kiến dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ đổ vào Việt Nam không ngừng từ các công ty đa quốc gia. Ông Đỗ Hữu Ca khai gì về việc nhận 1,4 triệu Mỹ kim nhưng không chạy án? Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 triệu Mỹ kim của vợ chồng Trùm Hóa Đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca không thừa nhận việc nhận tiền để chạy án cho Đức. Quá trình điều tra bị can Đỗ Hữu Ca khai Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979 là vợ của ông Đức trú tại Hải Phòng, có đến gặp mình tại nhà riêng và thông báo việc bị cơ quan điều tra Quảng Ninh điều tra về các công ty Đức quản lý, đồng thời nhờ ông ca cứu giúp. Sau đó, ông Đức và Ngọc Anh bốn lần mang 1,4 triệu Mỹ Kim đến để ở nhà riêng của bị can ca. Tuy nhiên, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đức, mà số tiền này do Đức và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của bị can Đỗ Hữu Ca bị can ca cũng khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm các mối quan hệ không còn nhiều không còn khả năng chạy tội cho đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho đức vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023, bị can ca có gặp ông Giang, cựu công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhưng cũng chỉ ăn uống nói chuyện cuộc sống gia đình chứ không nhờ vả ông Giang chạy án cho Trương Xuân Đức. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, khi làm việc với công an, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 1,4 triệu Mỹ kim đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Các bác sĩ tại Việt Nam lại mổ nhầm bệnh nhân vào ngày hôm nay, đại diện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận, nhóm bác sĩ phẫu thuật nội soi đã để xảy ra sai sót khi mổ nhầm cho bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải là cư dân của huyện Lâm Hà. Bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải có tiền sử bị bệnh sỏi thận hơn 10 năm qua. Ông đã được mổ và tán sỏi hai lần. Gần đây nhất thì ông bị đau và bệnh tái phát. Vào sáng 20 tháng 2 vừa qua, ông được gia đình đưa tới bệnh viện, được chỉ định chụp X-ray. Đến trưa cùng ngày thì các bác sĩ thông báo ông Nguyễn Hồng Hải có dị vật là một ống nhựa dài khoảng 30 cm ở trong bụng, cần phải được giải phẫu nội soi để lấy ra. Bà Nguyễn Thị Hữu là vợ của ông Nguyễn Hồng Hải cho biết như sau: 10 ngày trước đây chồng của bà được chụp phim ở trung tâm y tế của huyện, trong bụng của ông không có dị vật gì. Thế nhưng do các bác sĩ yêu cầu mổ gấp, cho nên mặc dù có sự hoài nghi, thế nhưng gia đình bà vẫn đồng ý mổ cho ông. Trong 30 phút thực hiện ca mổ này, thì nhóm bác sĩ nói trên không tìm thấy ống nhựa trong bụng của ông Nguyễn Hồng Hải. Sau đó, bác sĩ thông báo có sự nhầm lẫn phim X-ray của ông Hải với một bệnh nhân khác và đồng thời gửi lời xin lỗi. Đại diện của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cho hay họ đang làm rõ những sai sót của những người liên quan tới trường hợp mổ này. Bệnh viện sẽ hoàn trả viện phí, theo dõi sức khỏe và sẽ đến nhà xin lỗi ông Nguyễn Hồng Hải. Còn bệnh nhân kia, tức là bệnh nhân có dị vật trong bụng, cũng đã được giải phẫu sau vụ nhầm lẫn kể trên. Bộ Công an duy trì nồng độ cồn bằng con số 0 với lái xe là cần thiết. Trong văn bản tham gia ý kiến giải trình một số nội dung mới của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới đây, Bộ Công an nêu rõ quan điểm bảo lưu quy định nồng độ cồn bằng 0 bằng không khi điều khiển phương tiện. Theo Bộ Công an Việt Nam, là nước có mức tiêu thụ rượu bia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới. Bộ Công an cho rằng tỷ lệ này đáng báo động. Do đó, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn giúp bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội. Bên cạnh đó, việc quy định nồng độ cồn bằng không sẽ giúp người lái xe tránh được tình trạng bị ép uống khi văn hóa của người Việt có tính cả nể theo bộ công an ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay chưa tốt xem thường cố ý vi phạm thậm chí thách thức lực lượng hữu trách khi bị kiểm tra xử phạt Việc này có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người, do đó pháp luật cần nghiêm khắc. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu, bia chiếm 20%. Bộ Công an cho biết việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe đang phát huy rất hiệu quả. Trong năm 2023, tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia giảm 25% số vụ, giảm 50% số người chết và giảm 22% số người bị thương so với năm 2022. Từ các lý do nêu trên, Bộ Công an cho rằng cần cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông để có chế tài xử phạt nghiêm khắc. Sau đó, cơ quan hữu trách có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm 2024. Việt Nam lọt được vào top 3 thị trường bất động sản được săn đón ở khu vực. Mặc dù thị trường địa ốc của Việt Nam hiện nay đang rơi vào cuộc khủng hoảng, nhà cửa, đất đai mua cũng không được và bán cũng không xong. Thế nhưng, cuộc khảo sát của tổ chức CBRE cho thấy, Việt Nam chỉ xếp sau Ấn Độ trong số các thị trường địa ốc mới nổi được săn đón ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc khảo sát nói trên được CBRE thực hiện vào 2 tháng cuối năm 2023. Cuộc khảo sát này hỏi về ý định và kế hoạch của các nhà đầu tư tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2024, kết quả cho thấy việt nam đứng hàng thứ nhì trong các thị trường mới nổi được ưu tiên đầu tư chỉ theo sau ấn độ vị trí thứ ba thuộc về thái lan hai lĩnh vực thu hút các nhà đầu tư ngoại quốc khi vào việt nam đó là bất động sản công nghiệp và văn phòng hoạt động thương mại phát triển tại việt nam đã thúc đẩy nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần các nhà đầu tư đã nhận ra tiềm năng từ những động lực này nên họ rất quan tâm tới lĩnh vực bất động sản công nghiệp ngoài ra thì các chủ đầu tư và các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất quan tâm tới đất dự án phát triển gia cư nhiều nhà đầu tư đã cố gắng tìm kiếm tài sản giảm giá hoặc của các chủ sở hữu đang gặp phải những khó khăn về vấn đề pháp lý và nguồn vốn xu hướng này cho thấy khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của lĩnh vực nhà ở tại việt nam Giám đốc bộ phận cố vấn đầu tư của CBRE tại Việt Nam cho biết như sau: Các nhà đầu tư nước ngoài có tầm nhìn dài hạn về tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam, họ sẵn sàng đầu tư vốn để hưởng lợi ngay trong chu kỳ điều chỉnh giá cả vừa qua chung cư mới ở thành phố Sài Gòn phần lớn trên 5 tỷ đồng. Trong báo cáo thị trường mới đây, Saville cho biết, nguồn cung chung cư tại thành phố Sài Gòn cả năm 2023 xuống thấp kỷ lục trong 10 năm qua, với 10.700 căn. Số dự án mới xuống thấp khiến lượng giao dịch căn hộ giảm liên tục 7% mỗi năm trong thập kỷ qua. Trong năm 2023, thị trường chỉ ghi nhận 6.300 giao dịch. Bà Giang Huỳnh, Phó giám đốc trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường và S22M nhìn nhận, thị trường đang đối mặt với tình trạng giá nhà ngày càng đắt đỏ. Bà nói 90% các giao dịch thuộc phân khúc 2 đến 5 tỷ đồng một căn. Thành phố không còn sản phẩm dưới 2 tỷ đồng trong năm qua. Thanh khoản của những dự án đắt tiền cũng chậm lại. Sau khi nhiều dự án cao cấp trở lên phải tạm đóng bớt giở hàng, giá bán sơ cấp căn hộ tại thành phố Sài Gòn đã quay về mức trung bình năm 2020 với 69 triệu đồng mỗi mét vuông, giảm 45% theo năm. Hai năm tới, nguồn cung mới chủ yếu có giá từ 5 đến 10 tỷ đồng một căn, còn những căn 2 đến 5 tỷ đồng ngày càng khan hiếm. Nhằm kiểm soát hệ thống internet tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông của Cộng sản Việt Nam yêu cầu các công ty nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh trong nước Việt Nam phải có trạm gateway đặt tại Việt Nam. Tin này được nêu ra trong bản dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành luật viễn thông năm 2023 đang được Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam lấy ý kiến. Tại nội dung về cung cấp dịch vụ viễn thông, bản dự thảo này đưa ra một số điều khoản đối với các dịch vụ qua biên giới đến người sử dụng tại việt nam theo đó nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải thông qua thỏa thuận thương mại với các công ty viễn thông ngay trong nước việt nam vốn đã được cấp giấy phép các công ty ở trong nước khi đó sẽ phải có kế hoạch về kỹ thuật để bảo đảm vấn đề an ninh thông tin thực hiện ngăn chặn khẩn cấp và phải ngừng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan chính phủ có thẩm quyền còn trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh phải có kế hoạch để tất cả lưu lượng do thiết bị đầu cuối thuê bao vệ tinh tạo ra trên lãnh thổ của Việt Nam đều phải đi qua trạm cổng mặt đất tức là trạm gateway đặt trên lãnh thổ của Việt Nam và kết nối với mạng viễn thông công cộng. Đây là điểm mới so với Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông năm 2009. Ngoài ra, việc thiết lập mạng viễn thông cố định và di động vệ tinh cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn đầu tư cũng như vốn điều lệ góp đủ tối thiểu là 30 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới này ít nhất phải là 100 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên để phát triển mạng lưới viễn thông ngay tại Việt Nam. Nước ngọt ở bến Tre nhiễm mặn, hàng chục ngàn gia đình trên địa bàn bến Tre đang phải sử dụng nước nhiễm mặn do nhiều nhà máy lấy nước từ sông rạch đang mùa mặn xâm nhập. Bà Đặng Thị Hồng Lạc, 59 tuổi, ngụ ấp 2, xã Lương Phú, huyện Dòng Trôm, cho biết nước không nấu ăn được nhưng vẫn có thể tắm gội, giặt đồ. Khi nào nước mặn đến 3-4 phần ngàn, thì bà sẽ bơm nước trữ sẵn dưới mương lên dùng vì lo mặn làm hỏng máy giặt, máy nước nóng. Bà Lạc cho biết sau đợt hạn mặn lịch sử 5 năm trước, bà xây 7 hồ chứa gần 10 khối nước ngọt, đủ cho cả nhà nấu ăn trong mùa khô. Cách đó hơn 1 km, do nguồn nước máy nhiễm mặn, gia đình anh Nguyễn Thanh Mộng chỉ còn trồng trong cậy việc nấu nướng vào ba khối nước ngọt trữ trong bể chứa bên hiên nhà. Vợ chồng anh Mộng có ba con và thuộc hộ cận nghèo, chỉ có một hồ xi măng 1,5 mét khối. Năm ngoái, nhờ có các mạnh thường quân hỗ trợ, họ có thêm hai bồn chứa nước bằng nhựa trữ được 1,5 mét khối. Theo ông Nguyễn Xuân Hòa, phó giám đốc trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre, cho biết đơn vị này hiện quản lý 32 nhà máy nước, phục vụ khoảng 98.000 hộ dân. Sau Tết, độ mạng tại các nhà máy nước ở huyện Dòng Trôm và Mỏ Cày Nam có xu hướng tăng, nhất là thời điểm triều cường cao. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Bọn cướp đột nhập vào một căn nhà ngay tại khu Little Sài Gòn giữa đêm khuya và chĩa súng cướp của một vụ cướp táo bạo tại nhà riêng vừa xảy ra ở khu nhà thuộc dãy số 13.400 trên đường Mê Lăng thuộc thành phố Westminster, ngay trung tâm Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại hải ngoại. Điều khiến cho cư dân lo ngại là ba nghi can nói trên vẫn chưa bị bắt giữ. Bọn cướp đã chia súng vào bốn người trong nhà này, trong đó có hai trẻ em. Theo Sở Cảnh sát Westminster cho hay, sau khi nhận được điện thoại khẩn cấp 911 từ một phụ nữ thông báo về vụ cướp, Cảnh sát đến nơi thì phát hiện ba nghi can là nam giới chạy ra khỏi căn nhà này trên một chiếc xe van màu xám. Mặc dù cảnh sát đã tức tốc truy đuổi theo, thế nhưng chiếc xe vẫn trốn thoát được ở khu vực đường Westminster và đường Bosachica. Cả ba nghi can này đều mặc áo nỉ có mũ trùm đầu. Bọn cướp đã đột nhập vào căn nhà này khi đó trong nhà có bốn người, gồm một cặp vợ chồng và hai bé gái 7 tuổi và 4 tuổi, Bọn cướp đã vào phòng ngủ của nạn nhân, chĩa súng vào người chủ nhà trong khi lục soát đồ đạc lấy đi một số vật dụng có giá trị và số tiền cướp đi vẫn chưa được xác định. Đơn vị chống tội phạm của sở cảnh sát Westminster vẫn đang cố gắng theo đuổi mọi manh mối khả thi trong cuộc điều tra này. Bé gái 14 tuổi lái xe gây tai nạn chết người tại Encino. Một bé gái 14 tuổi đã lái xe lao vào cột đèn giao thông và bốc cháy ở Encino vào một giờ đêm thứ ba, làm một người trong xe thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra gần giao lộ Ventura và Balboa, theo cảnh sát Los Angeles. Cảnh sát cho biết ban đầu họ đã cố gắng dừng chiếc xe vì không bật đèn pha, nhưng thay vì dừng lại, cô bé này đã tăng tốc bỏ chạy. Không lâu sau đó, chiếc xe va vào một cột đèn giao thông. Video cho thấy cảnh sát đã cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bao trùm chiếc xe và cố gắng phá kính để giải cứu hành khách ngồi phía sau. Có ba người trong xe lúc đó, người lái và hành khách ngồi trước là một phụ nữ 18 tuổi đã được kéo ra khỏi xe với thương tích nhẹ. Một người bị gãy chân, một hành khách nữ 16 tuổi ngồi phía sau bị kẹt trong xe và đã chết tại hiện trường. Hiện không rõ nguyên nhân nào dẫn đến vụ tai nạn hoặc liệu người lái sẽ phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào hay không. Cảnh sát cho biết người lái xe không có dấu hiệu suy nhược khi được kiểm tra tại bệnh viện. Cơ quan hữu trách cho biết cả ba người trong chiếc xe là bạn bè và sống gần nhau. Sự việc vẫn đang được điều tra thưa quý vị sau đây là bản tin cuối nhiều phật tử tại miền nam California lo ngại khi mà chùa Bát Nhã đối diện với nguy cơ bị sang nhượng rất nhiều phật tử đã tập trung tại tượng Phật Bà Quan Âm bên trong khuôn viên chùa Bát Nhã tại thành phố Santa Ana để thắp nến và cầu nguyện mong cho ngôi chùa này không bị mất đi để họ có một nơi an lạc và tu tâm Mọi sự lo lắng của Phật tử bắt nguồn từ một thông báo mà nhà chùa nhận được vào ngày 5 tây tháng 1 vừa qua từ văn phòng luật sư Steve D. Silverstein tại Thurston. Thông báo này được gửi cho Ni Sư Thích Nữ Huệ Chiếu, chủ trì của chùa Bắc Nhã trên đường Bô Sa, nói rằng họ có 90 ngày để dọn ra khỏi ngôi chùa này. Nguyên nhân là do ngôi chùa này thuộc quyền quản lý của bà Tiffany Phạm, là một ủy nhiệm viên của toàn bộ bất động sản tại địa chỉ số 4717 West First Street, thành phố Santa Ana, California 92703 là địa chỉ hiện nay của chùa Bát Nhã. Chùa Bát Nhã, trước đây tọa lạc trên đường Sullivan thuộc thành phố Santa Ana, đã dời về địa chỉ trên đường First từ năm 2016 do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm viện chủ sáng lập hòa thượng cũng là phó chủ tịch nội vụ hội đồng điều hành giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tại hoa kỳ một số phật tử đã bày tỏ sự lo lắng và tiếc nuối huynh trưởng minh quang lê văn thẩm một trong số các phật tử đã thẳng thắn bày tỏ rằng bằng mọi cách cộng đồng phải giữ lại ngôi chùa này ông cũng nói thêm về nỗi lo sợ về số phận của những người đã đóng góp tâm huyết và cả tro cốt của họ tại ngôi chùa này bên cạnh đó cũng có những chia sẻ lạc quan từ một số phật tử khác như cư sĩ tâm hòa lê quang dật người cho rằng cần phải bình tĩnh và tin rằng sự thật sẽ được làm sáng tỏ chưa dừng lại đó chùa bắc nhã còn phải đối mặt với những vụ kiện pháp lý phức tạp liên quan tới tình trạng tài chánh và các vụ kiện xét nhiễu tình dục Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự diễn bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Viet Channels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.